Holmes. Allemaal. Zo kan het. Holmes. Holmes. Zo kan het. Zo kan het. Allemaal. Holmes. Glory. Oklahoma. Yuri. Allemaal. Zo kan het. Dana E. Alamaz. Donna E. Alamaz. Vâng, có một tơ và một xe như thế này thì mà không thắng thì tôi cũng đành chịu hai game thủ. Vẫn chưa biết Long Ngư cầm quân gì, chúng ta sẽ tính cái chuyện đó sau đi. Xe thì ổn rồi, No 1. Còn đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh cầm Persian, cũng đã có hiệu về từ rất sớm. Hai nhà còn ôm lấy nhau nữa. Hồng Anh bãi vàng thụt, cơ cấu được. Không hơi rộng, cơ cấu hơi khó, nhưng mà dù sao thì như thế này cũng đã ngon rồi. 9 giờ sẽ là mục tiêu mà Hồng Anh sẽ đi dò vào. 2-2 giam đầm. Hình như giải này có 2 giam đầm không nhỉ? Không đúng không? Vâng, giải năm nay không có 2 giam đầm. Chỉ có solo giam đầm, solo sang thuần tiễn, solo AC. 2-2 sang tự do map la. Và một cái cung thể loại cung thể loại 4-4 giam đầm. Vâng, 4 năm trước thì là 4 thể loại Trung Quốc làm 3 nháy. Năm nay 5 thể loại, chúng ta hy vọng sẽ giữ được nhiều cúp hơn tại Việt Nam. Và những thể loại solo giam đầm thì cũng đang rất hy vọng vào chim sẻ. Ở thể loại solo sen thì cũng đang rất hy vọng. Và những game thủ có thể là cả Hồng Anh, AC cũng vậy. Còn rất nhiều những game thủ khác nữa. Trung Quốc thì ngoài Sang Long ra đánh giam đầm thì tôi cũng chưa nhìn thấy những cái tên gì quá nổi bật. Nhưng mà luôn nhớ rằng đi đánh giải trước sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả ngồi ở dưới khán đài. Vâng, Trung Quốc run là một chuyện rồi, Việt Nam chúng ta cũng run bỏ sừ ra. Quân bài lại còn may rủi nữa. Vâng, nếu quân cân thì chúng ta không nói làm gì, như đánh giam đầm là may rủi, chỉ có sen thì nó là cân nhau rồi. Sen này các bạn biết rồi, nó không có tính chất may rủi nhiều, nó là đẳng cấp thực sự về cung R. AC còn may rủi về một chút về gọi là bài. Còn thực sự giam đầm của chúng ta cứ bảo đánh giam đầm hay, nhưng nhỡ mà ba cái trận mà nó gọi là tịt thì đúng đành chịu. Vì vậy đừng bao giờ tự hào về cái chuyện là giam đầm tôi là số 1, chả ai là số 1 hết. Đánh giải vẫn cứ thua là chuyện bình thường. Chim sẻ còn thua vô thường cơ mà. Vâng, tôi hy vọng là vô thường sẽ vô địch giải giam đầm cuối năm này. Thế nó mới dị. Có thêm voi dành cho ông anh, một bài pơ đang tương đối ổn. Có hiêu có voi về. Đóng hết đầu nó. Vâng, 2 voi, 3 voi. Rất giàu có dành cho Persian. Tập trung vào chiếc S đầu đi. Tham câu voi. Tình trạng này còn 2 tay 2 voi nữa. Cố gắng tập trung vào cái S đầu. Vâng, vẫn đang là 2 tay và 2 con voi. Rất phê. Này thì phê này. 2 hit rồi. Con này cũng 1 hit. Con 2 con 1 rồi. Và nó quay đầu, nó quay đầu thì còn là may. Vâng, vẫn quyết tâm định vã nó hay sao ấy. Vâng, bây giờ thì phải đóng S đầu đi. À, câu con voi tiếp theo về. Vâng, tình trạng giật lag sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Zokanta.
Vâng, như vậy đâu một ăn mất con voi của Hồng Anh rồi. À không, vẫn còn đây. Đánh 18 dân. Hay. Mười tám nông dân. Vâng, một trận thi đấu mà là tương đối ảo dành cho ông anh khi Persian chỉ có 18 dân thôi. Và anh sẽ đang cố gắng kích 8 hoặc kích 7. Có lẽ các game thủ Trung Quốc cũng sẽ ngã ngửa ra sau turn này của Hồng Anh. Lại có turn bốc khói tới từ các game thủ AOE Trung Quốc. Lâu rồi mới được củ hành kiểu như thế này. Chuẩn bị đóng nhà. Gỗ đã lên gần đủ. Chính thức là nó đã đủ. Đây là BM. Còn đây là BL. Sang 8 rồi. Vâng, chắc là được lên hình người bên phía Trung Quốc soi máy của Hồng Anh. Và anh ta đang thể hiện một cái khả năng mà có lẽ người AI Trung Quốc sẽ học được. 8 bao nhiêu? Đó mới là cái vấn đề. Kích đời ở 8-18 dành cho Hồng Anh. Hơi lỗi một chút thực, mặc dù là Persian. Vâng, bên kia là Seng Long và Tiểu Thủy Ngư. Nhưng đây là gặp một bài quá dị tới từ hai game thủ bên phía Việt Nam. Một người đánh pơ đánh siêu ít dân. Người còn lại là No 1 23 dân. Đánh A. Kích đời rất sớm. 100 gỗ trăm thực dành cho ông anh để ông anh có thể có tính sát thương cao hơn. 23 dân đánh A và 9-30 kích. Hình như vừa rồi bơm nhầm. Vừa rồi là tuần bơm nhầm của game thủ No 1. Anh định bơm cho ông anh, nhưng cuối cùng anh bơm nhầm. Và lại phải bơm lại một lần nữa. Tôi chắc chắn là bơm nhầm rồi. 100% bơm nhầm. Nhà của màu 6. Cầm gì đây? Vâng, bơm nhầm 100 gỗ và một mấy trúc thực. Nhà này nhà Babylon, Hitty hoặc Pơ. Nhà của game thủ màu 6. Được bơm tiếp thực để sóc đều hai lạc đà tơn đầu. Vâng, lên đời quá dị. Ở đầu 8. 2L sóc đều tơn đầu. Mới chỉ có công. Lại hút đồ của đồng đội thêm 100 gỗ nữa. Đóng P chăng? Như vậy là đóng P và chọc vào dân ăn hoang không? Biết đạo dân đấy rồi. Có lẽ chờ hai lạc đà sinh ra. Tơn 2 cũng đều luôn hai lạc đà. Tăng dân ăn vàng để có thể chơi phù. Màu 6 bắt đầu chọc Hồng Anh.
Còn đây là bản hoang của màu 6. Chơi thôi. Bắt đầu sát thương cao phút thứ 10, vâng, chưa sang phút thứ 12. Trong Indo 1 đang chống con giò của game thủ màu 6 thì phải. Nếu tôi nhìn không nhầm, màu 6 dường như cũng là Persian. No 1 đánh Nga, bơm quá nhiều đồ, lực đang hơi yếu và đang bị chọc bởi con giò Persian. Vâng, màu 3 là cho Son, còn màu 6 là Persian. Màu 6 các bạn đang theo dõi cầm pơ là Seng Long. Trong cái đó màu 3 là màu truyền thống của Tiểu Thủy Ngư. No 1 đang chết tương đối nhiều dần bởi cái con giò này. Rất khó chịu dành cho Seng Long. Lại chết thêm dần và có thêm giò của cho Son Tiểu Thủy Ngư nữa. No 1 đang đánh 3A mà có lẽ sẽ không sắp được đều 3A này. Tôi dám khẳng định. Một tên vẩy e tốt của game thủ No 1. Trở lại với Hồng Anh. Hồng Anh đang có phù thủ timeline 27-18 và đang công vào bãi ăn hoang của game thủ Tiểu Thủy Ngư. Chưa có bánh xe thời điểm này. Rất ổn. No 1 phải bơm đồ vì vậy đang hơi yếu thôi. Đóng cái nhà gì? Lao vào bãi gỗ của Tiểu Thủy Ngư. Một tình huống vẩy e Tiểu Thủy Ngư có lẽ sẽ không kịp. Thêm một P nữa. Không kịp vẩy e dành cho Tiểu Thủy Ngư. Tiểu Thủy Ngư sẽ phế nốt cái bãi gỗ này. Vâng, tỷ số là 1-0 cho cặp đôi bên phía AE Việt Nam. Quần rất đẹp, kích đỡ rất dị, nhưng mà đánh cũng tương đối phiêu lưu. Vâng, Tiểu Thủy Ngư quýt đi thôi. Anh ấn get out rồi mà không thấy anh ta quýt. Màu 6 vẫn đang thoi thóp thở. Trong khi đây thì chỉ là tham 21 tới từ game thủ No 1. Bơm quá nhiều đồ. Và bây giờ lại còn sửa ruộng, nó lại bung một phát thì thôi. Đi tàu bay giấy ngay. 22-48. Cố ngăn con giò của Persian. Bên này thì Hồng Anh có quay lại nhà Seng Long không? Vâng, có phù ở đây rồi. Rất nhiều phù, con chém của Tiểu Ngư sẽ nằm xuống. Xin luôn. Có 2P rồi, trong cái đó đây là Seng. Bây giờ sẽ đến lượt pơ bơm đồ cho Seng rồi. Seng Long vẫn đang chảy 2L tương đối tốt. Có lẽ anh ta ôm ruộng tại nhà mình rồi. Tiếp tục sẽ bị công vào khu vực ruộng này. Có tới 6 con lạc đà của game thủ Seng Long, 7 con lạc đà của Seng Long, trong khi chỉ có 6 cung R tới từ Seng. Lùi dân và vẩy e ruộng thôi. No 1 đang cố gắng sửa ruộng. Ra thêm 2 cung R nữa. Những tên rỉa tới từ cái thủ No 1. Rất cố gắng để rỉa. Và khi Seng tụ được cung R rồi thì sẽ là nhử dần những con lạc đà này. Trong khi đó Hồng Anh thì vẫn đang có tham 37-52. Mang phù thủy sang để cứu. Vâng, sang làm thêm vài nháy. Vâng, đây là bãi ăn hoang, có lẽ là của một trong hai game thủ bên phía của AOE Trung Quốc. Seng Long thì được ngư những pha vẩy e tới từ Seng Long. No 1 đang chạy về phía phù thủy. Cung R cũng đang toàn thương binh rồi.
Phù thủy phù đi. Rất khó khăn, mặc dù Xiang Long thì đấu tốt, vẫn có thêm những con chém của Tiểu Thủy Ngư cầm cho Son. Và hai người cùng quyết một lúc, tỷ số là 1-0 cho No 1 và Hồng Anh.